Câu 6 trong đề K3 là một câu tính đạo hàm riêng. Câu này thì việc tính đạo hàm riêng trong trường này, người ta cho hàm số vi kép như này thì cũng khá đơn giản. Chúng ta có thể đạo hàm luôn. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta xem xét theo cái cách là chúng ta lấy logit tự nhiên là hai vế, tức là logan dp hai vế, thì chúng ta có được là len của vi kép lúc này nó bằng 1/3 nhân với cả len của 2x bình cộng 3y bình và cộng với 1/4 nhân với len của 5y mũ 3 cộng với z mũ 3. Thì đối với một cái hàm mà nó có dạng mũ hay dạng lũy thừa hay là dạng tích hoặc là dạng thương phức tạp thì chúng ta thể sử dụng đến cái quy tắc lấy logarit hóa để chúng ta giải bài toán, và bài toán đạo hàm này trở nên vô cùng đơn giản. Cái này ta đạo hàm theo hai vế của cái biểu thức của đẳng thức sau này, theo x thì chúng ta thu được v kép phẩy theo x và chia v kép. Lúc này chúng ta đạo hàm cái này thì chúng ta thu được 1/3 nhân với cả len u thì bằng u phẩy trên u, thì chúng ta thu được biểu thức như này. Thế còn ở phía bên này thì chúng ta thấy nó không trừ biến x nên là nó được coi là hằng số khi đạo hàm theo x, thì là hằng số đạo hàm sẽ bằng 0. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được v kép phẩy, thì lúc này nó sẽ bằng là 1/3 nhân với cả 4x mà chia cho 2x bình cộng với cả 3y bình nhân với cả v kép. Thì v kép này lúc này nó chính là hàm phía trên này, và chúng ta thay nguyên vào đây thôi. Một cách tương tự thì chúng ta có thể tính toán rất là nhanh cho đạo hàm theo y và đạo hàm theo z, và chúng ta thu được kết quả. Anh giải trong điều kiện buồn ngủ nên là có những chỗ mà viết chữ rất là xấu.